Xin kính chào các quý vị khán thính giả của kênh Tuyết Truyện Audio. Trong chương trình phát sóng hôm nay, mời quý vị khán thính giả hãy cùng Tuyết Đặng thưởng thức một câu chuyện vô cùng thú vị mang tên Đứa con nuôi xinh đẹp. Quý vị nghe xong chuyện, đừng quên ấn like, đăng ký kênh và để lại những bình luận tích cực để ủng hộ cho sự phát triển của kênh nhé. Bé Nhã không biết cha mình là ai. Cô lớn lên trong cô nhi viện, nơi những người thân duy nhất của cô là các dì, những người hàng ngày chăm sóc, tắm rửa, thay đồ, cho cô ăn và dạy dỗ như những người mẹ thứ hai. Nhã sống trong một thế giới nhỏ bé, nơi mà tình thương từ các dì và những đứa trẻ cùng cảnh ngộ là tất cả những gì cô biết. Khi Nhã lên 10 tuổi, cô bắt đầu mơ hồ, hiểu ra sự thật về nguồn gốc của mình. Cha cô là một người lính Mỹ, còn mẹ là một người phụ nữ quê mùa Thấp Họng, sống lặng lẽ ở một thôn làng hẻo lánh miền Trung. Nhã được sinh ra sau một trận càn quét tàn khốc của lính Mỹ. Mẹ cô trong lúc chạy trốn sự tàn bạo đã ngã xuống gò mối giữa cánh đồng hoang. Đứa trẻ ra đời trong hoàn cảnh đầy đau thương và u tối. Sau khi sinh Nhã, mẹ cô đã mang nỗi sợ bị xấu hổ với họ hàng, chòm xóm, không muốn gánh chịu sự dè bỉu và đem cô bỏ vào cô nhi viện rồi trốn biệt tăm, không một lần quay lại nhìn mặt con. Thế nhưng trong cái rủi lại có cái may, Nhã mang trong mình hai dòng máu Mỹ Việt, khiến cô càng lớn càng trở nên xinh đẹp, với làn da trắng mịn như sứ, mái tóc vàng óng như nắng vàng, đôi mắt xanh biếc như biển cả. Vẻ đẹp lai độc đáo đó đã biến Nhã thành một bông hoa quý giữa nơi cô nhi viện nghèo khó. Sau năm 1975, khi phong trào tìm con lai để nuôi với hy vọng được đưa ra nước ngoài lên dòng, một gia đình giàu có ở Sài Gòn đã ra miền Trung tìm xin một đứa trẻ lai. Và đứa trẻ đầu tiên được chọn không ai khác chính là Nhã. Nhã chính thức rời cô nhi viện về sống với gia đình ông bà Ly. Khi ấy cô vừa tròn 13 tuổi, cái tuổi mà sự ngây thơ vẫn còn đọng lại, nhưng cũng bắt đầu cảm nhận được những thay đổi của tuổi mới lớn. Bước chân vào Sài Gòn hoa lệ với danh nghĩa là con nuôi của ông bà Ly, Nhã được đón nhận như một viên ngọc quý. Ông bà Ly không chỉ lo lắng cho cô đầy đủ về vật chất, mà còn hết lòng chỉ dạy cho cô cách hành xử, cách ăn nói và cả cách khai báo trước chính quyền cùng phái đoàn Mỹ. Những lời dạy dỗ ấy, Nhã không thể nhớ hết, nhưng cô hiểu rằng chỉ cần làm theo lời ông bà, cô sẽ có được tất cả những gì mình ao ước. Từ đó, mỗi khi ai hỏi về quá khứ, Nhã luôn khẳng định chắc nịch rằng ông bà Ly đã nuôi dưỡng cô từ tấm bé, còn cha mẹ ruột của cô thật sự không biết họ là ai. Thời gian trôi qua, cô bé Nhã với xuất thân thấp kém ngày nào, nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, nuột nà như hoa vừa nở. Trong lúc gia đình ông bà Ly tiến hành thủ tục để cả nhà được sang Mỹ theo diện nuôi con lai, Nhã được ông bà săn sóc chu đáo hơn bao giờ hết. Bà Ly không tiếc tiền đưa cô mua sắm từ quần áo, giày dép cho đến những món trang sức đắt tiền. Bà còn tỉ mỉ chỉ dẫn cho Nhã cách sử dụng kem dưỡng da, son phấn, biến cô từ một cô bé quê mùa thành một thiếu nữ thanh lịch quý phái, như thể đã sống trong nhung lụa từ thuở lọt lòng. Gia đình ông bà Ly có tất cả 4 người. Ông bà Ly và hai cậu con trai tên Hào và Cẩm, bây giờ thêm Nhã nữa, tổng cộng là 5 người. Chỉ trong 3 năm từ ngày đặt chân đến Sài Gòn, Nhã đã thay đổi rõ rệt với nét lai đặc biệt ít cô gái nào có thể so sánh được. Mới 16 tuổi nhưng cơ thể của Nhã đã phát triển đầy đặn. Có lẽ vì thế mà từ ngày Nhã trở thành con nuôi trong nhà, hai anh em Hào và Cẩm ít ra ngoài chơi hơn trước. Cuối năm đó, ông Tố, chồng của bà Ly, đề nghị cả nhà về quê trên Biên Hòa ăn Tết, bởi vì ngày đi định cư đã gần kề. Ông sợ không có dịp cho hai anh em Hào và Cẩm về thăm nội nữa. Sau khi bà Ly đồng ý, cả nhà nhộn nhịp lên đường, chỉ để một mình Nhã ở lại coi nhà. Khi cả nhà đi hết, Nhã buồn bã khóa cửa rồi đi một vòng chợ Tết. Trước khi về nhà ngủ sớm, vừa đặt lưng nằm xuống, Nhã đã nghe tiếng gõ cửa. Cô hỏi vọng ra, "Ai đây?" Từ bên ngoài, tiếng của ông Tố khè khè đáp, "Bác Tố nè, con mở cửa đi." Nhã giật mình lật đật chạy ra mở cửa, nghĩ rằng ông Tố quên cái gì nên quay về lấy.
Cánh cửa vừa mở ra, ông Tố đã lách vào rồi tự động khóa lại. Nhã chưa hết ngạc nhiên thì ông Tố đã ôm chầm lấy cô và hôn hít túi bụi. Nhã muốn phản đối nhưng không dám, vì ông Tố là người đã cứu vớt cuộc đời cô, đem cô từ cô nhi viện về đây và lo lắng cho cô đủ điều, để cô mới có được như ngày hôm nay. Vì lẽ đó, Nhã một mực kính trọng ông Tố, chưa bao giờ Nhã nói một câu nào vô lễ với ông cả. Thấy Nhã không dám kháng cự, ông Tố càng làm tới. Ông bế thốc cô đặt lên chiếc giường mà bình thường ông và bà Ly vẫn ngủ. Rồi không đợi Nhã kịp kháng cự, ông đã nhào lên nằm sấp trên người cô, đồng thời áp chặt miệng mình lên đôi môi của cô. Nhã dãy giụa, bên dưới miệng thì thào khe khẽ. Bác Tố, buông con ra, bác làm cái gì kỳ vậy? Ông Tố vừa thở hổn hển vừa phả hơi rượu vào mặt của Nhã. Bác Tố thương con mà, đừng có la, chiều bác một lần đi, rồi con muốn cái gì bác cũng cho hết. Nhã không muốn gì cả, nhưng cũng không dám la toáng lên, vì sợ lính tới còng đầu ông Tố. Cũng không nỡ để lối xóm bu lại cười cho thối đầu. Nếu vậy, dễ gì bà Ly cho cô tiếp tục ở lại đây. Nhã chống cự một cách yếu ớt. Đừng mà bác Tố, bác gái mà biết thì chết đấy. Phải chi Nhã hăm dọa rằng sẽ la làng lên, thì họa may ông Tố mới buông tha cho cô. Đằng này lời nói của cô chẳng khác gì không nói. Ông Tố coi như Nhã đã đồng ý, liền giật bung hàng nút áo của cô rồi trấn an. Đừng sợ, bà không biết gì đâu. Bác nói là đi nhậu với mấy người bạn rồi, nửa chừng xách xe gắn máy chạy về đây, làm sao mà bà ấy biết được. Vừa nói xong, ông Tố cúi đầu hôn hít say sưa lên phần da thịt trắng ngần của Nhã đang phơi bày trước mắt. Lúc đó Nhã cảm thấy sợ hãi thật sự, toàn thân cô dâm gian nhột nhạ. Cô muốn vùng ra khỏi cánh tay của ông Tố, nhưng hai chân của cô đã bị ông dùng chân kẹp lại. Còn người ông thì nằm đè lên một cánh tay của cô, một tay ông luồn qua đầu của Nhã để nắm chặt cánh tay còn lại. Từ tư thế đó, coi như cả tay và chân của Nhã đã bị giữ chặt, trong khi ông Tố vẫn còn một tay tự do, tha hồ mà sờ mó, vuốt ve khắp người cô. Nhã đang trong cơn hồi hộp lo sợ, người vặn vẹo không ngừng. Nhưng ông Tố quá rành với những chuyện này, với một cô gái mới lớn như Nhã mà lâm vào cảnh này thì chỉ có khóc nức nở mà thôi. Sau một hồi chịu đựng, cảm giác lo sợ ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Nhã nằm im, hai mắt nhắm nghiền, hai tay buông xuôi, hơi thở nặng nhọc đứt quãng. Ông Tố cứ thong thả đem hết kinh nghiệm của mình ra để vườn Nhã như mèo vườn chuột. Biết Nhã còn là con gái, ông cũng rất nhẹ nhàng để cho cô không đau. Sau khi xong việc, ông Tố ôm cô vào lòng an ủi, rồi hai người ôm nhau ngủ. Một lát sau, ông Tố dậy lấy xe máy đi về quê với gia đình, bỏ lại Nhã một mình cô đơn ở lại trong căn phòng trống trải. Cô tủi thân ê chề, nhưng cô cũng hiểu rằng nếu không nghe lời ông Tố, cuộc sống của cô sẽ chẳng biết đi về đâu. Rồi thời gian cứ thế trôi qua, cũng đến ngày gia đình ông Tố từ quê trở về. Chiếc xe chở gia đình vừa ngừng lại trước cửa, Nhã đã nghe tiếng hai anh em Hào và Cẩm oang oang gọi. Nhã ơi, ra phụ tụi anh đem đồ vô nè. Nhã ơi, có quà cho em nè. Nhã hối hả chạy ra phụ mọi người mang đồ vào nhà. Cô thấy ai cũng vui vẻ, tươi tắn. Chỉ có ông Tố là thoáng chút âu lo trên mặt. Hào là con trai lớn của ông, năm nay vừa tròn 20 tuổi. Cẩm nhỏ hơn anh 2 tuổi, lớn hơn Nhã 2 tuổi. Vì vậy trong gia đình, Nhã được coi như là đứa em út, được hai anh em chiều chuộng rất mực. Nhã thoáng hỏi, đâu, hai anh có cái gì cho em đâu, đưa ra đi nào. Hào nhanh nhảu chạy tới đưa cho Nhã một giỏ trái cây. Khi Nhã đưa tay ra đỡ lấy, Hào nhạy liếc nhìn quanh xem có ai để ý không. Thấy mọi người còn đang lo khiêng đồ, Hào bạo dạn nắm lấy tay của Nhã, giữ chặt không muốn buông ra. Nhã ngượng ngùng rút tay lại đỏ mặt. Chỉ mới tuần trước đây, việc gia đình ông Tố về Biên Hòa ăn Tết, Nhã không hề nghi ngờ gì về tư cách của cả nhà. Lúc này cô vẫn xem Hào và Cẩm như hai anh em ruột của mình. Từ hôm ông Tố mò về tóm tem với cô, Nhã đã bắt đầu nhìn ra phần nào cái bản chất của đàn ông con trai rồi. Nhã cũng chẳng thấy buồn gì về chuyện mất đi đời con gái. Từ bé cô đã hiểu rõ cái phận và cái số bất hạnh của mình rồi. Có danh giá gì đâu mà sợ mất sợ còn.
Và lại từ cái hôm định mệnh đó, Nhã cảm thấy người mình như tươi mát hơn, nảy nở hơn và khiêu gợi hơn trước. Vì vậy, Nhã quyết định sẽ giữ kín chuyện đó, coi như là cô đã trả ơn cho ông Tố, vậy thôi. Buổi chiều hôm đó, cả nhà ngồi quây quần ăn uống rất vui vẻ. Khi Nhã đưa cho ông bà Ly xem tờ giấy ngày báo lên trường, cô đã nhận được cách đây 2 ngày lúc gia đình ông Tố còn ở Biên Hòa chưa về. Mỗi người nói một câu, giống như cái chợ nhỏ. Bà Ly lúc nào cũng lo xa. Bà hối mọi người lo chuẩn bị quần áo ấm trước đi. Nghe nói bên đó lạnh dữ lắm đấy. Cầm ngắt lời mẹ tỏ vẻ hiểu biết. Lạnh gì mà lạnh, còn có thằng bạn bên Cali nói khí hậu như ở Việt Nam vậy. Bà Ly trừng mắt nhìn nó rồi nói, lỡ người ta không cho về Cali thì sao? Cầm tắt đài, cũng may ông Tố đỡ lời. Tôi đã ghi trong đơn là xin về Cali rồi. Đại gia đình anh chị ba cũng ở Cali, họ hứa sẽ lo cho mình khi mới qua. Tôi nghĩ chắc là về đó thôi, chứ không đi đâu hết. Hào ngồi trầm ngâm bây giờ mới lên tiếng. Dù sao lo trước cũng chắc ăn hơn, mà ai có áo lạnh rồi thì thôi, còn chưa có thì chắc phải đi mua 1-2 cái để phòng hở. Bà Ly tỏ vẻ rộng rãi. Sắp đi rồi, còn bao nhiêu tiền cứ mua đồ hết đi, qua đó cũng đâu có xài được đâu. Không nghe ai trả lời, bà Ly hỏi Nhã một cách âu yếm. Nhã con, có quần áo lạnh chưa? Nhã trả lời rụt rè. Dạ chưa ạ. Hào chụp ngay lấy cơ hội nói tỉnh bơ. Vậy ngày mai hãy anh em mình ra chợ Sài Gòn mua 1-2 cái thủ trước đi, chứ qua đó biết được ở đâu mà đi mua. Nhã mỉm cười gật đầu, trong bụng nàng đã biết Hào muốn cái gì rồi. Nhã đứng soi gương lại lần chót trước khi bước ra khỏi phòng. Chiếc áo sơ mi trắng bỏ trong quần jean xanh làm cho Nhã có vẻ đẹp ngổ ngáo của một cô gái lai. Nàng tự thỏa mãn với nhan sắc của mình vô cùng. Nhưng khi Nhã vừa ra tới phòng khách thì đã bị Hào chê một cách xối xả. Trời ơi, đi Sài Gòn mà lại mặc quần jean, kỳ lắm. Nhã ngạc nhiên. Cái gì mà kỳ chứ, em thấy người ta mặc như vậy thiếu gì đâu. Hào nói mãi thì nàng cũng đồng ý đi thay một cái váy. Sau khi đi một vòng sở thú, Hào làm bộ than mỏi chân để Nhã phải ngồi nghỉ với nó. Nhã còn muốn đi xem nên nàng phản đối. Mới đi có một chút thôi, chưa coi được cái gì mà anh đã than mỏi chân rồi hả? Hào trả lời, coi như vậy là đi gần hết rồi đấy. Anh mệt muốn chết hả? Con trai gì mà yếu quá vậy? Tuy nói thế nhưng nàng cũng xà xuống ngồi bên cạnh. Cái chỗ này ít ai lui tới. Hào mạnh dạn chạm vòng tay qua cổ của Nhã, vừa nói một câu đặc sệt cải lương. Nhã, em đẹp quá, đẹp như tiên giáng trần luôn ấy. Từ trước đến giờ, Nhã chưa từng nghe ai khen nàng một câu hay như vậy. Nhã chớp mắt cảm động. Thiệt hả anh? Hào kéo Nhã vào sát người, kề miệng vào vai của nàng và nói, thiệt chứ, em không tin anh hả? Vừa nói xong, Hào đã hôn luôn vào tai của Nhã, làm cho nàng nổi gai ốc. Nhã co rút người lại như một con sâu. Hào đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi. Hào ôm chặt lấy Nhã, đặt lên môi nàng một nụ hôn nóng bỏng. Nhã chẳng biết làm sao bây giờ. Từ ngày về nhà của ông Tố, cô coi ông như cha, rốt cuộc nàng cũng bị ông đè ra. Nàng cũng coi Hào như anh, rốt cuộc cũng bị Hào đè vào gốc cây mà hôn hít. Khổ một nỗi là nàng rất thích cái gia cảnh của nhà ông Tố. Bây giờ biết phản ứng như thế nào đây? Nhã năn nỉ. Anh Hào làm cái gì mà kỳ quá vậy? Hào nói liều. Anh yêu Nhã lâu rồi mà. Anh em mà yêu cái gì chứ? Kỳ cục. Anh em nuôi thôi, chứ bộ ruột thịt đâu mà kỳ. Vừa nói xong, Hào lại ôm chặt lấy Nhã. Miệng Hào bám chặt vào miệng của nàng không cho phản đối. Đồng thời bàn tay của Hào thọc sâu vào trong váy của Nhã và mò mẫm. Từ khi bị ông Tố lấy đi đời con gái, Nhã cảm thấy đau rát đến cả tuần. Đến hết cả tuần sau, cảm giác đau đớn mới hết, nhưng lại cho cảm giác nhớ nhung thèm muốn. Nhiều đêm Nhã nhớ không ngủ được. Nàng thèm có đôi bàn tay con trai nào đó sờ vào những chỗ mà ông Tố đã kinh qua. Mãi đến hôm nay, Nhã mới được toại nguyện. Nhã vừa thở hổn hển vừa phản đối lấy lệ.
Anh Hào đừng làm như vậy, người ta thấy thì kỳ chết. Hào vẫn lì lợ, đâu có ai rảnh mà cười mình đâu. Hào là đứa con trai lớn, chưa hề biết đến đàn bà con gái là gì. Tất cả những hiểu biết của Hào chỉ là qua sách báo, phim ảnh hoặc bạn bè dạy lại. Hào đã có ý định này từ lâu rồi nhưng chưa có dịp thực hiện. Chẳng thế mà ngay từ đầu, Hào đã không cho Nhã mặc đồ tây, bắt nàng phải mặc đầm để hắn dễ dàng thực hiện ý định. Nhưng dù sao, Nhã cũng chỉ là một đứa con gái 16 tuổi, cũng vẫn có chút ngượng ngùng mắc cỡ. Nhã nghĩ không thể nào để Hào làm chuyện đó ngay ở chỗ này được, cái chỗ công cộng mà bất cứ ai cũng có thể xuất hiện bất thình lình. Nghĩ vậy, Nhã dứt khoát vùng ra khỏi tay của Hào, rồi tuyên bố một câu trái ngược với ý nghĩ trong đầu mình. Anh Hào, không làm như vậy được đâu, em về em mét với bác Ly đó. Hào tiếc nuối như con mèo bị mất miếng mỡ, liền nổi quạo. Sướng thế mẹ mà mét cái gì? Gì chứ, làm bộ hoài. Nhã liền trả đũa. Tự nhiên đè em ra đây làm bậy giữa chốn đông người, sướng nỗi gì mà sướng. Cô liếc nhìn Hào một cái nửa yêu nửa ghét, rồi ngúng ngoải bỏ đi, vừa đi vừa nói lại. Giữa chỗ đông người mà làm kỳ cục à? Hào đứng dậy phủi đít đi theo Nhã, miệng lải nhải. Vậy thôi, để bữa nào anh chở em đi chỗ khác nha. Cô khoái chí thấy Hào đã hiểu được ý của mình nhưng cũng làm bộ nói lại. Không thèm. Hai đứa lục tục kéo nhau lấy xe ra về. Trên đường về, Nhã không thèm nói với Hào một tiếng nào. Nhưng Hào thấy Nhã ôm nó chặt hơn lúc đi. Đêm hôm đó, Nhã không thể nào mà ngủ được. Càng không ngủ, Nhã lại càng nhớ nhung đến cái cảm giác lúc chiều khi Hào luồn tay vào váy. Cô cứ chằn chọc ôm chiếc gối, nhắm chặt mắt để đầu óc tha hồ phiêu lưu, tìm kiếm những lạc thú mới mà cô đang thèm khát. Hào cũng chẳng khá gì hơn. Câu chuyện vừa rồi trong sở thú làm nó vừa sung sướng, vừa tiếc nuối. Hào cứ nghĩ, nếu Nhã không chịu, làm sao mà cô để yên cho mình hôn, sờ mó đến cả tiếng đồng hồ cơ chứ. Càng nghĩ, Hào lại càng tìm ra manh mối. Hào tự cho mình thông minh vô cùng, không biết rằng Nhã xô nó ra vì ở đó là chỗ đông người qua lại. Càng nghĩ, Hào càng thấy mình sáng suốt hơn. Nó quyết định ngồi dậy rón rén xuống lầu, nhẹ bước đến trước cửa phòng của Nhã, đôi tay gõ thật nhẹ. Nhã đang trằn trọc, đầu óc đang mơ tưởng đến chuyện người lớn thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Như có linh tính, cô nghĩ thầm, vô mánh rồi. Rồi cô bước thật nhanh ra cửa và hỏi, ai đó à? Hào thều thào qua khe cửa, mở cửa ra đi cho anh. Nhã đã biết là ai rồi, nhưng vẫn làm bộ gặng hỏi lại, ra vẻ là ta đây là người đàng hoàng đứng đắn. Anh nào, anh làm gì mà giờ này còn kêu réo chi nữa? Anh Hào nè, mở cửa ra cho anh có cái này hay lắm. Cô biết là Hào muốn nói gì, cô vừa mở cửa vừa làm bộ cằn nhằn. Nói gì thì nói lẹ lên, em muốn ngủ muốn chết đây. Cánh cửa vừa hé mở, Hào đã lách vào. Nhã khép cửa lại thật nhẹ, nó nói vừa đủ cho Hào nghe. Giờ này mà anh còn xuống đây chi vậy, coi chừng cả nhà còn thức đấy. Ai nấy đều ngủ như chết rồi, anh coi kỹ lắm rồi mà. Hào vừa nói xong thì đã ôm chặt lấy Nhã để cô xuống giường rồi hôn hết loạn xạ. Nhã không phản đối, trong khi cô đang mơ ước cái chuyện này cơ mà. Thấy Nhã không phản đối, Hào càng mạnh dạn hơn. Quả là tiếng đồn không sai. Hào vẫn thường nghe mấy người lớn nói là mấy đứa con gái là con lai thì dâm lắm. Trong khối óc mù mờ của Hào, nó cũng chẳng mường tượng được ra dâm là như thế nào. Nhưng Hào là thanh niên mới lớn, chưa biết mùi đời, còn chưa kịp cho chày vào cối thì súng đã cướp cò. Hào nằm bất lực, nó tức giận với chính mình. Công trình bao lâu nay dàn xếp để có được giây phút này, chưa kịp làm ăn gì thì súng đã cướp cò. Hào biết nếu để tình trạng này tiếp tục thì chắc chắn sẽ không có thêm lần thứ hai. Làm gì thì làm, cũng phải làm cho Nhã thỏa mãn thì mới còn có dịp khác được. Thế là Hào áp dụng tất cả những gì mà nó biết, từ coi phim đến đọc truyện, tất cả áp dụng lên người của Nhã. Một lúc sau thì súng ống lên lại được. Thế là Hào mới có dịp đưa chày vào cối mà dã. Nhưng cái ai ngờ, Hào vừa được mấy cái đã một lần nữa ra mất rồi. Cả hai đứa đều tiếc rẻ,
Một cuộc vui quá là ngắn ngủi. Thấy mặt Hào có vẻ sửng sốt, Nhã không nỡ cằn nhằn. Cũng lỡ rồi. Một câu nói của cô làm cho Hào đỡ ngượng. Thằng Hào lủi thủi mặc lại cái quần xà lòn, mở cửa chuồn êm lên lầu. Nhã nằm lại một mình, cô chẳng buồn khóa cửa phòng. Thân trần như vậy mà nằm, mắt thì mở hao háo. Cô cảm thấy ấm ức trong lòng vô cùng. Nhã cứ nghĩ rằng cô sẽ có một đêm tràn ngập lạc thú với đứa con trai cùng trang lứa. Thằng con trai sung sức như Hào sẽ cho cô đạt được cái khoái cảm. Nhưng thật bẽ bàng, chưa tới đâu hết. Cô nhớ tới ông Tố. Nhã thở dài, thấm thoát cũng tới ngày lên đường. Gia đình ông Tố nhộn nhịp khác thường. Hết người này đến người kia chia vui, rồi đến người khác tới từ giã. Một số bà con lại xúm nhau đứng ngoài cửa. Nhà lúc nào cũng nượp nượp khách khứa, nay tiệc mai tùng. Ngày cái đêm đầu tiên đặt chân đến Mỹ, gia đình ông bà Ly được gia đình người bảo trợ mời đến nhà dùng cơm. Mọi người ai cũng háo hức muốn biết thêm về đời sống mới. Chỉ có Cẩm là mệt mỏi vì đi máy bay không quen, năm vui ở nhà không chịu đi đâu. Ông bà Ly thương con, nhưng không đi thì cũng kỳ. Cuối cùng bà Ly quyết định ở nhà săn sóc cậu con trai út. Còn mọi người lục tục kéo nhau ra xe của bạn đến đón đi. Trong lòng Nhã cũng chẳng muốn đi, khi thấy Cẩm nằm vùi có vẻ mệt mỏi vô cùng. Trong nhà Cẩm là người thương mến Nhã nhất. Dù nhỏ hơn Hào 2 tuổi, nhưng Cẩm lại có vẻ điềm đạm và trưởng thành hơn Hào. Chiếc xe của gia đình ông Tố vừa đi xong thì Nhã nghe tiếng Cẩm gọi. Nhã ơi, chai dầu xanh của em còn không? Cô nhẹ nhàng đáp. Dạ còn đấy anh, em có xài lần nào đâu mà hết. Cẩm nói chậm rãi. Em cạo gió cho anh nha. Sao anh cảm thấy ớn lạnh, cứ như là bị trúng gió vậy á? Cô vừa cầm chai dầu vừa chạy vào và nói. Chắc là anh đi máy bay không quen đấy. Vậy chứ cả nhà này có ai quen đâu. Mà sao không ai bị bệnh hết, chỉ có mình anh thôi à? Cẩm cởi áo thun vắt qua một bên, rồi nằm sắp lại nói với Nhã. Em cứ cạo thật mạnh đi, đừng có sợ. Vừa cầm muỗng cạo lên, tiếng cạo gió rồn rột vang lên như người ta cạo mủ cao su. Cẩm trúng gió thật. Cô cạo đến đâu từng sọc đỏ nổi lên đến đó. Cô nói, anh bị trúng gió nặng lắm đấy, ráng chịu đau một chút, em cạo cho hết luôn nha. Vừa nói, cô vừa ngồi đè lên mông của Cẩm mà cạo. Điều lạ kỳ là khi cô cạo gió mà mặt hai đứa càng lúc càng đỏ. Phần da thịt mềm mại ở hai bên cứ cạ vào người của Cẩm, khiến cậu nhỏ cảm thấy rất kích thích. Cẩm bảo Nhã, em ngồi lên để anh nằm ngửa lại cho em cạo trên ngực anh luôn đi. Cô ngạc nhiên hỏi lại, cạo trên ngực là đau lắm á? Cẩm nói một cách đĩnh đạc, không sao đâu, anh chịu được mà. Khi thấy Cẩm trở mình nằm ngửa, Nhã cũng hơi ngượng. Cô định ngồi bên hông của Cẩm nhưng cậu đã ngăn lại. Em cứ ngồi như vậy đi, anh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi đấy. Nhưng trong tư thế đó, cô vô tình chạm vào của quý của Cẩm khiến mặt cô đỏ bừng. Nhã chưa kịp chồm lên thì hai tay của Cẩm đã ôm lấy cổ của Nhã mà ghì xuống, khiến cho Nhã phải nằm sấp trên người của cậu. Nhã vừa mắc cỡ, vừa cứng đờ cả người không dám nhúc nhích. Cẩm với sự kích thích đó, kéo ngược áo ngủ rộng thùng thình của Nhã lên tới cổ rồi hôn say đắm. Bấy lâu nay, Nhã cứ tưởng Cẩm là thằng con nít, giờ đụng chuyện mới biết mình đã nhầm. Cẩm không khờ khạo như cô tưởng. Nhã giả vờ nói, nhưng mà sợ quá à. Sợ cái gì hả em? Cẩm hỏi lại. Em sợ có bầu lắm. Cẩm còn trẻ con thuộc loại điếc không sợ súng. Nếu bình thường nó còn suy nghĩ, nhưng lúc này cậu đang được hưởng thù ái ân lần đầu tiên trong đời, nên không cần chần chờ, cậu trả lời một cách ngon lành. Lo gì, đẻ ra thì anh nuôi. Nhã cũng chẳng tin tưởng gì lời của thằng con trai mới 18 tuổi, vừa đặt chân đến Mỹ có mấy tiếng đồng hồ mà nói chuyện nuôi con. Tuy nhiên, đang lúc sung sướng, cô không muốn nghĩ đến chuyện đó làm gì cho thêm mất công. Mà hồi hộp thì lại mất vui. Thế là cô lao vào cùng Cẩm hì hục với nhau. Về phần ông Tố, sau cái hôm trốn vợ xách xe gắn máy chạy từ Biên Hòa về Sài Gòn làm chuyện ấy với đứa con nuôi, trong lòng ông cũng cảm thấy có một chút hối hận. Nhưng ông lại tự ngụy biện,
Có lẽ hôm đó ông say, mà cái gì làm trong lúc say thì coi như là không tính. Trong lòng ông cứ nơm nớp lo sợ, một ngày đẹp trời nào đó, Nhã thú thật với bà Ly về chuyện đó thì ông chết mất. Phải chi ông còn trẻ, còn mang tiếng là quỷ dâu xanh. Đằng này, ông đã gần 60 tuổi rồi, lại mang tiếng là thằng già mất nết, thì làm sao mà ông chịu được. Nhưng rồi ngày qua ngày, Nhã vẫn vui vẻ, kính trọng ông, cửa nhà vẫn êm thấm. Ông Tố cũng mừng thầm trong bụng và mong có một dịp nào đó khi cửa nhà vắng vẻ, ông sẽ uống rượu say thêm một lần nữa. Thế rồi ông trời cũng không phụ lòng người. Sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất, cả nhà bắt đầu ghi danh đi học Anh Văn. Cơ hội lại một lần nữa đến với ông. Hào và Cẩm thi vào trung học. Hai đứa vừa phải học chương trình phổ thông như bao nhiêu người khác, vừa phải học thêm Anh Văn để kịp bạn bè cùng lớp. Vì vậy từ sáng sớm, hai anh em Hào và Cẩm đã vào trường đến tận chiều tối mới về nhà. Bà Ly thì đi học buổi sáng, còn ông Tố với Nhã thì đi học buổi chiều. Cũng may, người bảo lãnh có một chiếc xe cũ nên từ sáng sớm, ông Tố chở bà Ly cùng anh em Hào và Cẩm đến trường xong thì về nhà lo bài vở. Buổi trưa, ông giúp bà Ly về xong thì ông và Nhã lại đi học. Hào và Cẩm thì quá giang bạn bè về. Ngày đầu tiên nhập học, ông Tố vừa đưa mọi người đến trường xong trở về. Vừa bước vào nhà, ông thấy Nhã đang mở tủ lạnh, lom khom rót sữa uống. Nhìn vào cái phao câu chỏng chảnh của cô gái 17 tuổi đang cong cong chỉ thẳng vào cái mặt mình, ông Tố cầm lòng không được. Ông bước tới sau lưng của Nhã, còn Nhã thì không hay biết gì hết. Từ sáng sớm ngủ dậy, cô đã ở trên phòng xem lại bài vở. Giờ mới bước ra khỏi bếp nên trên người vẫn còn mặc quần áo ngủ mỏng dính như vải mùng. Ông Tố nhìn thấy cơ thể của Nhã hiện rõ bên trong chiếc áo ngủ, dục vọng của ông ta nổi lên. Ông liếm môi rồi bắt đầu tất cả sự nhanh nhẹn của một ông già 60 tuổi. Ông nhào tới, ôm chầm lấy Nhã từ đằng sau. Một tay đang cầm bình sữa, tay kia cầm ly. Nhã giật mình vì tự nhiên bị ôm cứng. Nhưng rồi Nhã nhận ra rằng bà Ly không bao giờ chơi cái kiểu kỳ cục như vậy nên cô suy đoán. Nếu không phải là Hào hoặc Cẩm thì chỉ có thể là ông Tố mà thôi. Dù là ai đi nữa thì cũng là người nhà cả, nên Nhã chẳng cần thắc mắc gì nhiều. Cô cười khúc khích một cách thích thú. Ông Tố vừa ôm cô vừa thều thào: "Bác Tố nhớ con quá Nhã ơi." À thì ra là ông già nuôi mình thôi, Nhã nghĩ nhanh trong đầu. Cô chỉ cười mà không trả lời. Ông Tố liền buông thêm một câu để dò hỏi: "Nhà không có ai hết, vậy Nhã chiều bác một chút được không?" Cô cảm thấy hứng thú nhưng làm bộ mỉa mai: "Bác Tố muốn thì tìm bác gái ấy." Ông Tố tặc lưỡi: "Thôi mà, làm khó bác hoài." Nhã đáp: "Không phải là khó, nhưng mà bác gái có sẵn, sao bác không đòi mà yêu?" Ông Tố cụt hứng nhưng vẫn có phần phân bua: "Bác gái già rồi, nhăn nheo hết cả rồi." Trước khi xua tay chịu thua ông Tố, Nhã lại nhắc nhở: "Đàn ông toàn như vậy, lần này nữa thôi nhé." Ông Tố chỉ chờ có thế thì nhanh chóng ra tay như sợ Nhã sẽ đổi ý. Thế là ông lao vào cô với kinh nghiệm của mình khiến Nhã phải thốt lên: "Sao bác giỏi quá vậy?" Sau một hồi quấn lấy nhau, cả hai đứng dậy đi tắm giặt rồi chuẩn bị sách vở đi học. Thời gian cứ thế trôi đi, cuối cùng cũng đến cái Tết đầu tiên trên đất nước xa lạ. Cả nhà đang chuẩn bị đón Tết. Nhã và bà Ly đang nấu ăn trong bếp. Bà Ly múc ra một chút nước trong nồi mà đưa lên miệng nếm thử, nhưng lại nhớ ra điều gì đó. Bà quay sang Nhã bảo: "Con hâm lại nồi thịt kho đi, rồi đợi nó nguội cất vào tủ lạnh, để mùng 1, mùng 2 rồi hãy ăn." Cô thắc mắc: "Sao mùng 1, mùng 2 mới được ăn hả bác Ly?" Bà Ly mắng yêu: "Con thiệt khờ quá đi, ngày mai là mùng 1 Tết, phải ăn chay chứ. Ngày mốt là mùng 2, mấy đứa con muốn ăn gì thì cứ việc ăn." Nhã sực nhớ ra: "À, tối nay là giao thừa, vậy hôm nay cũng là kỷ niệm một năm kể từ ngày nó bị ông Tố phá trinh." Nhã chép miệng: "Tết nhất bên Mỹ chán thấy mồ." Bà Ly nhìn Nhã rồi nói: "Sao con nói vậy, người Mỹ họ đâu có cho mình nghỉ Tết gì đâu. Mùng 1, mùng 2 gì thì cũng như ngày thường mà thôi, ở đâu thì cứ sống như vậy chứ con." Cô cười lả lơi:
nhưng con là người Mỹ mà, cha Mỹ mẹ Việt. Bà Ly cũng cười vui theo rồi nhắc nhở: con nếm thử cái nồi thịt coi vừa chưa, coi chừng nó xuống sắc là mặn hết ăn đó. Nhã ngoan ngoãn lấy thìa ra, múc một miếng nước lên miệng thổi phù phù rồi chúm môi nếm thử. Bà Ly ngừng tay nhìn Nhã để xem phản ứng của nó như thế nào về nồi thịt, mặn hay nhạt. Rồi bà thấy Nhã quăng cái thìa vào nồi, bụng miệng chạy thẳng vào phòng tắm. Bà Ly ngạc nhiên, vội vàng chạy theo để hỏi xem có chuyện gì, nhưng Nhã đã đóng cửa lại. Đứng bên ngoài, bà Ly nghe rõ tiếng nôn mửa từ trong phòng tắm. Bà bắt đầu sinh nghi. Với kinh nghiệm của một người đàn bà đã sinh đẻ 2 lần, không thể nhầm lẫn được. Kiểu này là chắc có thai, chứ không chật vào đâu được. Chờ con Nhã trở ra, bà nhìn nó soi mói. Con sao vậy hả Nhã? Nhã ấp úng đáp: dạ đâu có sao đâu ạ. Bà Ly không chịu được câu trả lời đó, bà hỏi tiếp: không sao mà lại ói mửa dữ vậy? Tại con nghe mùi thịt kho nó làm sao? Con cũng không biết nữa, tự nhiên con thấy muốn ói à? Thôi vậy là đoán đúng 90% rồi. Nghe mùi thịt là muốn ói, giống y như bà hồi 20 năm về trước. Bà đến sát bên con Nhã rồi hỏi nhỏ: con nói thiệt đi, mấy tháng nay con có ăn nằm với thằng nào không? Nhã nghĩ thầm nhưng cũng chẳng phải ăn nằm mà ăn ngồi, thậm chí còn ăn đứng nữa. Nghĩ vậy chứ còn gái chưa chồng, làm sao dám mở miệng khai với mẹ, dù là mẹ nuôi. Nhã im lặng, thấy Nhã không trả lời mà chỉ cúi đầu. Bà Ly vừa giận vừa lo, bà hỏi tiếp: con nói thiệt đi, tháng rồi có kinh không? Dạ không thấy. Bây giờ Nhã mới trả lời lý nhí: dạ 2 kỳ rồi ạ. Bà Ly hốt hoảng: Thôi rồi, vậy là có thai cả 3 tháng nay rồi. Mà thằng nào? Nhã vẫn im lặng. Bà Ly xìu giọng xuống: con cứ nói thật đi, rồi bác tính cho. Đứa nào vậy? Nhã nào có biết ai bây giờ. Chẳng lẽ nói thằng Hào, hay là thằng Cẩm, hay là ông Tố? Nó đành nói láo: dạ anh đó là bạn học của con, cũng mới quen đây thôi ạ. Nó có tới đây lần nào không? Nhã lắc đầu. Bà Ly thở dài. Dù Nhã không phải là con ruột, nhưng bà đã nuôi cô từ nhỏ, và lại bà cũng thương nó. Vì nhờ nó mà gia đình bà mới tới được xứ Mỹ này. Không như nhiều gia đình khác mua con lai xong, qua được Mỹ là coi như xong xuôi hết việc. Nhiều gia đình còn tìm cách tống khứ ân nhân của mình ra khỏi nhà. Bà Ly thì không như vậy. Dù sao bà cũng là người có đạo đức. Trong thâm tâm của bà Ly, lúc nào cũng xem Nhã như con ruột của mình. Bà Ly buồn bực bỏ vào phòng để mặc cho Nhã đứng đó một mình với 2 hàng nước mắt buồn tủi. Ngày mồng 1 trôi qua trong không khí bình thường. Ba cha con ông Tố vẫn không hay biết gì hết. Chỉ có bà Ly thở dài và con Nhã trong lòng đầy sóng gió. Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao. Mới sáng sớm mồng 2, bà Ly đã dằn lòng hết nổi nhưng mà quyết định để mọi việc qua hết mùng 3. Coi như kiêng cữ 3 ngày đầu năm, đến mùng 4 mới tính. Nhưng biến cố này đối với một người phụ nữ, bà thấy nó trọng đại vô cùng. Không ngờ bà lại có một đứa con gái chửa hoang như vậy. Nghĩ quanh quẩn một hồi, bà quyết định sẽ cho Cẩm biết. Trong nhà này chỉ có 2 anh em nó hay đi chung với nhau. Thế nào thằng Cẩm cũng biết cái thằng khốn nạn đó là ai. Bà Ly bước tới phòng Cẩm, mở cửa bước vào. Cẩm đang nằm nghe nhạc, thấy mẹ vào bất thình lình, nó ngạc nhiên hỏi: cái gì vậy hả mẹ? Bà Ly nói giọng cộc lốc: con ngồi dậy, mẹ hỏi cái này đây. Chưa bao giờ Cẩm thấy mẹ nói chuyện với mình bằng cái giọng nghiêm trọng như vậy. Nó ngồi nghiêm chỉnh và chờ đợi. Trong bụng bắt đầu thấy run run. Bà bắt đầu gần giọng: mẹ hỏi điều này, cấm con không được nói dối nha. Cẩm ấp a ấp úng. Nó nghĩ bà Ly biết chuyện của nó với Nhã. Nó nói nhỏ: dạ mẹ hỏi đi ạ. Bà Ly nói thẳng tuột luôn: còn Nhã nó có thai rồi, con biết chưa? Cẩm có cảm tưởng như bị ai đó nện một cái búa vào đầu. Trong đầu Cẩm không biết suy nghĩ gì nữa cả. Coi như bà Ly đã biết hết cả rồi, còn cái gì mà giấu nữa. Cẩm mếu máo: Thưa mẹ, con lỡ. Bà Ly cắt ngang:
Tưởng Cầm cố tình che giấu cho cái thằng nào đó. Bà Ly nạt lớn: Lỡ! Cầm sợ quá, nó vừa òa lên khóc vừa nói: Con lỡ chơi em con. Bây giờ cái búa tạ ấy lại nện ngay vào cái mặt của bà choáng váng. Thôi, như vậy là hết nói rồi. Con ruột bà nó lỡ chơi con nuôi bà. Bà còn biết phải giúp cho ai đây? Bà Ly chệnh choạng bước về phòng, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Sự thật mà bà vừa mới nghe là một cú sốc lớn. Bà Ly vùi xuống giường và gọi lớn: Hào à, vào má biểu. Nghe tiếng mẹ gọi có vẻ bất thường, Hào lật đật chạy vào. Thấy mẹ nằm rũ rượi trên giường, Hào nghĩ là có chuyện gì rồi. Nó đến gần bà rồi lễ phép hỏi: Thưa mẹ, mẹ kêu con à? Bà Ly chỉ cái ghế bên cạnh giường rồi bảo nó: Con ngồi xuống đi. Hào hốt hoảng, có tật thì hay giật mình. Chẳng nhẽ vụ chơi con nhã bà Ly biết hết rồi hay sao? Hào cúi đầu im lặng chờ đợi. Bà Ly nghĩ thế nào Hào cũng biết về chuyện của Cẩm. Em nó lẹo tẹo với con nhã, nhà chỉ có hai anh em trai, làm sao mà nó không biết. Bà chỉ tức quá là tại sao nó biết mà không nói để bà ngăn cản. Bây giờ bà biết được thì đã quá muộn rồi. Càng nghĩ bà lại càng giận. Bà gằn giọng hỏi Hào: Cái chuyện con nhã bao nhiêu lần rồi? Hào hết hồn hết vía, nhưng nó vẫn còn khôn ngoan hơn Cẩm. Hào làm bộ giả mù giả câm: Con nhã sao hả má? À thì ra đến giờ phút này thằng anh vẫn còn muốn bao che cho thằng em. Hai đứa tụi nó hùa nhau qua mặt bà. Bà bỗng không dằn được cơn giận dữ mà rít lên nho nhỏ: Nó có chửa gần 3 tháng rồi, giờ làm sao? Hào tái xanh mặt mũi: Sao má biết? Bà Ly chồm tới như muốn tát thẳng vào mặt của Hào làm cho nó sợ hãi, phải đưa tay lên rồi đỡ. Bà gằn giọng: Nó khai thật với tao hết rồi. Hào muốn xỉu ngay tại chỗ, còn nhã đã khai hết rồi thì còn gì để nói nữa. Hào quỳ xuống trước mặt của bà Ly, chắp hai tay, miệng không ngừng van xin: Xin má tha cho con, xin má tha cho con. Bà Ly ngạc nhiên vô cùng, hay là thằng Hào cũng chẳng biết vụ thằng Cẩm chơi con nhã. Nếu như vậy thì bà đã dày oan cho thằng Hào quá. Bà vội ôn tồn hỏi: Tha cái vụ gì? Hào phọt ra luôn một câu: Tha cái vụ tối con mò xuống lầu ngủ với con nhã. Câu nói ấy thốt ra như tiếng sét nổ bên tai, làm cho bà Ly kinh hoàng như muốn ngất lịm. Vậy là không chỉ một mình thằng Cẩm mà còn cả thằng Hào dính vào đó nữa. Bà liền quát lên: Đi ra đi, đồ con mất dạy. Ông Tố đang ngồi coi tivi ở dưới nhà, nghe tiếng bà Ly quát, ông giật mình bỏ chạy lên coi chuyện gì đã xảy ra. Ông thấy bà Ly tóc tai rũ rượi, nằm vò đầu bứt tóc như một con mẹ điên. Ông Tố hốt hoảng vô cùng. Bấy lâu nay bà Ly lúc nào cũng ôn tồn đằm thắm, chưa bao giờ bà lớn tiếng với chồng con. Chẳng biết chuyện gì xảy ra mà bà lại có thái độ lạ lùng như vậy. Ông Tố rón rén ngồi xuống bên cạnh: Có chuyện gì vậy bà? Bà Ly trút hết cục tức lên đầu của ông chồng: Ông đừng có hỏi tôi, xuống mà hỏi con nhã kia kìa. Nhắc tới nhã, ông Tố hết hồn. Tuy ông là người đã có chuẩn bị trong đầu, nhưng đối với chuyện ông với nhã đã làm, ông không sợ bà Ly sao được. Ông Tố rụt rè hỏi lại: Con nhã nó làm cái gì hả bà? Trong bụng ông nghĩ là con nhã đã hỗn hào với ai đó nên bà có vẻ giận dữ như thế. Nhưng không ngờ bà Ly nói luôn một hơi: Ông xuống đấy mà lo cho nó, nó có chửa 3 tháng rồi đấy. Ông Tố đứng không vững nữa, người ông mềm như cọng bún. Chẳng lẽ ông gần 60 tuổi rồi mà có thể làm cho nhã có chửa được sao? Tự nhiên ông Tố vụt miệng: Vô lý! Bao nhiêu tức giận đè nén từ nãy giờ bùng lên sau câu nói của ông Tố. Bà Ly la toáng lên: Còn nhã nó thú thật với tôi rồi, giờ ông tính sao? Ở đấy mà vô lý. Ông Tố trở về với thực tại. Vậy là con nhã đã có chửa với ông thật rồi, nó đã khai cho bà hết rồi. Ông không biết phải nói gì bây giờ. Ông hạ giọng xuống, giọng run run: Bà nói nho nhỏ, coi chừng con cái nó nghe.
có tốt đẹp gì đâu mà la sùm lên thế. Nghe nhắc đến con cái, bà Ly lại bùng bùng lửa giận lên mà đập đầu vào tường ầm ầm, như thể chút được cái gánh nặng trong lòng. Để tôi chết đi cho mấy người vừa lòng. Ông Tố thấy mọi việc đã rồi, đã đổ bể hết rồi. Ông nhào tới ôm chặt lấy bà Ly, rồi ông hạ giọng nói một câu làm cho bà Ly đứng tim. Thôi mà, bà đừng giận nữa, bữa đó tại tôi say mà. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi Tuyết Đặng cùng với quý vị vừa thưởng thức xong một câu chuyện vô cùng hấp dẫn. Hy vọng rằng những tình tiết trong câu chuyện đã mang lại cho quý vị những giây phút thật thư giãn và hữu ích. Tuyết Đặng rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video để mọi người đều có thể nghe chuyện. Và đừng quên ấn vào quả chuông thông báo để không bỏ lỡ những bộ truyện hay do Tuyết Đặng diễn đọc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát sóng tiếp theo.